Đầu phim đầu tiên của ngày hôm nay sẽ giới thiệu về một ngôi nhà hoang bị ma ám được một YouTuber có tên là Mr. Fitzgerald đăng tải lên kênh của anh ta. Theo đó, anh chàng này cùng với một nhóm bạn đã quyết định rủ nhau đi săn ma ở một ngôi nhà bị bỏ hoang. Ngôi nhà này trước đây được biết đến là nơi đã từng xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là một người phụ nữ cũng chính là chủ của căn nhà này. Động cơ của vụ việc được xác nhận là một trường hợp giết người cướp tài sản. Kể từ sau cái chết của bà ta, ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Mặc dù nhiều dự án đã từng được dự kiến xây dựng tại phần đất này, nhưng đều bị thất bại. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ theo dõi những diễn biến sẽ xảy ra khi nhóm thanh niên này khám phá tại đây. Tại đây, anh ta đã phát hiện ra một bóng trắng bí ẩn lấp ló đằng sau cánh cửa. Dù anh chàng có kêu gọi lớn như thế nào, thì cái bóng vẫn đứng đó, nhưng chỉ khoảng vài giây sau, nó từ từ biến mất vào trong không gian. Tò mò về những gì mình đã chứng kiến, anh ta tiếp tục khám phá để làm sáng rõ mọi chuyện, mặc kệ những đồng nghiệp bên ngoài đang kêu gọi anh. Duduk tepi gini je. Ini bukan siapa yang cakap prank dari kepala bapak dia. Aku dah geram. Main sini lah. Allah kuasa Allah. Bangkitkan kau. Lagi sekali. Bangkitkan ini kau lagi sekali. Oi, kali ini geng betul-betul kasih. Lagi sekali. Okey, aku malakkan lampu. Aku tahu kau takut eh. Aku malakkan lampu. Lagi sekali. Bangkit. Lagi sekali bangkit. Lagi. Bangsat no. Dai! Ush, biar betul ni. Guys, korang nampak je. Korang nampak ke apa yang saya nampak ni guys? Korang nampak ke apa yang saya nampak ni?
Kau nampak ke tak ni? Ha? Asal usul dari keturunanmu. Kalau kau benar agak kawasan sini, bangkitkan diri kau lagi sekali. Bangkitkan! Bangkit! 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 Ui! Jai! Bangkit! Jai! Jai! Hai! Biar betul siap benda ni. Hai! Jangan ke mana aku di madi deng 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 mat. Hey, hey! Akbar, Allah, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai alam di sana, empat dari tujuh penjuru alam, aku katakan segala firasatmu, asal usul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit segala bangkit, bangkitkan diri kau. Ayin, bangkit. Dalam kiraan satu, dua, tiga. Allahu Akbar, Allah. Gila siap. Hei! Hei! Lepas macam tu je. Hei! Allah Akbar, subhanallah. Hei! Ya Allah, kata. Đây là đoạn phim được Sao Long và những người bạn quay lại tại một công ty bảo hoàng hơn 5 năm qua tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại đây thường được người dân đồn đại là nơi có nhiều ma cư ngụ, đặc biệt là một ma nữ họ Trần. Sở dĩ họ nói như vậy là vì cách thời gian này không lâu, người ta tìm thấy xác của một cô gái bị chôn ở đây. Theo giấy tờ tùy thân của cô ta cho thấy cô ta có tên là Trần Cẩm Lệ. Và hãy cùng nhau theo dõi nhóm Sao Long phát hiện ra điều gì kinh khủng ở đây. Không có đâu. Trên thầm mà xử lý sao nhìn mà quán quẩn này. Xong. Ủa sao nhìn mà. Nhi cản chú lại vô. À. Đây là ai không? Chào mày mà, chú lại cái đứa này. Sa ý gì này? Cái vụ có cái vụ có mền lại đây, tôi quên rồi.
我他妈这个地方是个盆地，他哪来的路灯呢？我操你妈，这有外八字儿。哎呦我操，这有外，哎呦我操，这怎么没累死人啊？哎呦我操，这有外，哎呦我操，这怎么没累死人啊？我操，啥也不是。行吧兄弟们，老说我不行。嗯，可以吧？这回说我还行不行？没人逼了这个逼了那个了吧？我告诉你兄弟们，不是没有我不想干的，看我想不想干，真的。操你妈的！我现在真的，我感觉啥逼事儿没有。Đây là đoạn phim được một YouTuber có tên là The Four World quay lại tại một nghĩa trang ở vùng Sapporo, Nhật Bản. Được biết, nghĩa trang này trước đây từng là một đầm lầy với nhiều xác chết được tìm thấy trôi tấp vào những bụi lau sậy. Theo thời gian, vì một số vấn đề về tâm linh nên người dân đã quyết định san lấp đầm lầy này và xây dựng nên nghĩa trang như ngày hôm nay. Không ngừng ở đây, từ khi nghĩa trang này ra đời, nhiều câu chuyện tâm linh cũng bắt đầu xuất hiện. Những người thăm mộ người thân được chôn cất ở đây cho biết, họ thường xuyên nhìn thấy một hình bóng lúc ẩn lúc hiện xuất hiện tại khu vực này. Và đây là những gì được nhóm YouTuber The Four World quay lại.